Nếu mà từ thành phố Mỹ Tho chạy lên cầu Rạch Miễu, qua tới địa phận Bến Tre chạy thêm qua cái trạm thu phí này, tới cái dòng xoay thứ 3 mình rẽ tay trái chạy về hướng siêu thị Cóp Mắt, mà khoan khoan nha, chạy tới dòng xoay thứ 4 này nè, thì mình lại rẽ trái lần nữa chạy vào đường Nguyễn Thị Định. Mình chạy thêm một tí nữa nhìn bên tay trái thấy khu đô thị Hưng Phú. Là sắp tới rồi, mình chạy xích lên một xíu nữa nhìn bên tay phải thấy cái quán Việt Coco, quẹo vô liền cho tôi. Lấy thẻ xe rồi mình đi vô gọi nước nè. Ở đây sẽ theo phong cách tự phục vụ, các bạn sẽ gọi món và thanh toán tại quầy. Sau đó thì tụi mình sẽ nhận một cái thẻ rung. Khi mà món của mình xong rồi thì thẻ này sẽ rung lên, sáng đèn và đồng thời báo âm thanh tít tít. Việc của chúng ta là chỉ lại quầy đưa thẻ và lấy nước về thôi. Menu sẽ không có giống như các quán trà sữa thông thường mà sẽ nghiêng về các sản phẩm về dừa, đặc sản cực kỳ nổi tiếng ở Bến Tre mà hiếm có quán nào làm được. Hôm tôi đi thì đang có chương trình khuyến mãi, có giới hạn thời gian cho nên mấy bà tranh thủ đi nha. Menu sẽ đa dạng, có trà, cà phê, nước ép, đá xay, bánh ngọt rồi kem. Nhiều quá không có biết chọn gì cho nên tôi sẽ chọn mấy món được đề xuất. Đầu tiên là một Coco Shake. Đây là loại hình nước đá xay được kết hợp từ sữa dừa, kem dừa và snack dừa, còn có những viên thạch nhỏ nhỏ ăn kèm. Trời nóng vậy là một ly mát lạnh cả người, thơm và béo đậm mùi dừa. Nếu mà muốn thanh mát hơn thì mình uống trà đi, vì trà là nhẹ nhàng kết hợp chung với nước ép ổi. Thêm một xíu thạch ăn kèm cho nó vui miệng. Khi mà đến đây nhất định phải thử kem dừa nha. Kem có kết cấu đặc sệt, dẻo và lâu tan, béo ngậy nhưng không có quá ngán, thơm đậm mùi nước cốt dừa, kết hợp cùng dừa sấy khô và bánh Oreo. Không gian quán thì rộng rãi, khu vực máy lạnh còn có trên lầu, có nhiều sách cho bạn nào thích đọc hoặc là không gian ngắm thành phố Bến Tre. Bên cạnh đó, góc check-in là một phần không thể thiếu. Mình ra bên ngoài đi, đi tầm chiều chiều mát mát, cá thì bơi tung tăng, hàng cây xanh mát, bên cạnh còn có chong chóng điểm thêm màu sắc. Đây là quán Việt Coco, Coconut and Coffee, số 506F đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Mở cửa từ 6:30 sáng cho đến 21:30. Bạn nào chưa check in thì ghé check in liền nha.